Người Sài Gòn đua nhau làm từ thiện giúp người nghèo trong mùa dịch COVID-19 tìm đến từ Sài Gòn. Trước lệnh cách ly toàn quốc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để chống dịch coronavirus, trong những ngày qua, nhiều người dân Sài Gòn đã ra thông báo sẽ thực hiện việc nấu cơm hoặc phát mì tôm miễn phí cho những người nghèo trên địa bàn với tinh thần tương thân tương ái, bất chấp nguy cơ dễ bị nhiễm coronavirus. Hành động này đang được nhiều người dùng mạng xã hội kêu gọi chia sẻ và tán dương trong ngày 1 tháng 4 năm 2020 để giúp cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn biết đến các địa chỉ thiện nguyện nói trên. Theo đó, đã có trên 20 địa điểm ở nhiều quận, huyện trên toàn thành phố thực hiện phát cơm miễn phí hoặc bán với giá rẻ tượng trưng là từ 1.000 đồng cho đến 5.000 đồng cho những người khó khăn trong mùa dịch này. Kính thưa quý vị, được biết phần lớn trong các quán cơm thiện nguyện như có nụ cười hai người ở quận Tân Phú, Nhất Tâm ở huyện Bình Chánh và nhiều quán cơm khác đều được các thiện nguyện viên thực hiện nhiều năm qua chứ không chỉ riêng vì mùa dịch coronavirus. Việc làm này chỉ khác ngày thường ở chỗ, những thực khách không được ngồi ăn tại quán mà phải mang khẩu phần ăn về nhà hoặc đi nơi khác ăn để tránh việc tập trung một chỗ. Trái ngược với hành động đẹp này của người dân là hành động lặng thinh của nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn sau tuyên bố sẽ trích gần 3.000 tỷ đồng tiền ngân sách ra hỗ trợ cho người khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Và tuyên bố này dù đã được đưa ra gần một tuần nhưng hiện nay nó vẫn chỉ là lý thuyết suông mà thôi, kính thưa quý vị.